bánh thơ tây. Ê, sao mọi vậy? Thôi mẹ vô tôi làm bánh thơ tây. Ê, à, ta gặp bánh là lót. Vô tôi làm bánh của bóp ấy. Buộc sao ta gặp bánh? Đây. Ngon. Vì là lúc nè. Thế. Ông nói là mua tay kia đó. Mua tay. Bao kia đó. Cảm ơn một bánh ấy nè. Hay mua bánh ở ngoài nè. Ê, ta mua khao tên mình thấy đấy. Khuya đấy. Vậy mình thấy cái ông đang ấy thầm ngày xưa tay á, mẹ vô mà mua khao ấy. Cảm ơn tôi một bánh ấy thôi. Nó bao kê sao mà chẳng am chiêng. À, đây đây. Hà tê. Mất. Ê. Có thể nhanh. Ê, đi bẹ đi. Mất. Hai trẻ rôn nó khơi. Thầm mua khao tê. Khuya đấy. Khuya là mình. Họ kê bê ấy, có phân tôi phổ quái nè. Ở mấy anh đang ở bê luôn luôn, ớt tôi phổ quái nè. Khang ấy. Bỏ luôn mấy bánh ấy. Mà bê tự mong bị sốc á. Đại dân sân Âu, khai hai mình la. Mất, khá nó, không kê này. Hey. Sao vô tí cái mà cung mà ai ai nam bao kê. Bao mà mày. Chọn đăng. Khmiên tay mình lưu tư. Ừ. Lại khay á. Ừ. Mới chưa lên bóng. Ồ này trời ai chẳng mà là ngay. Công công. Bơ. Bơ lắm. Mẹ bắn á. Ồ. Ê. Mũi. Mũi lắm. Bơ lắm. Trời. Nhiều khoái gì đâu. Cái đồ này nó lên mặt nhẹ nhẹ. Ngộ cái tôm không chiên bác. À chắc nè, không nghĩ là ngay. Bỏ cái sao chỉ tính bán. Thay một bông kem. Bông gì? Mơ về chết được thơ này.